Chào các bạn, mình đang ở cái gian hàng Nvidia. Và ở đây họ có trưng bày một cái máy của Acer. Cái Acer Iconia Tab 510 sử dụng cái chip 4 nhân của Nvidia. Ở đây mình muốn giới thiệu với các bạn. Thì đây là một cái máy có màn hình có lẽ là 8.9 hay là 10 inch gì đó. Nó chạy cái hệ điều hành Android 4.01. Các bạn thấy là rất là nhanh, bởi vì nó sử dụng cái vi xử lý 4 nhân. Mình bấm vào đâu nó chạy tới đó. Đây các bạn thấy cái hệ điều hành của nó. Cũng có thể là do cái hệ điều hành của nó và làm cho nó nhẹ như vậy. Dù gì thì cũng cảm ơn Android, cũng cảm ơn Nvidia. Và chúng ta có một cái máy tính bảng Android chạy nhanh mà mượt hơn, không như những cái máy tính bảng Android mà trước đây mà chúng ta đã từng sử dụng. Thì về cơ bản cái Android nó vẫn giống như là cái 3.0. Chúng ta vẫn có đa nhiệm ở đây. Chúng ta nhấn Home để về cái màn hình chính. Chúng ta nhấn vào cái biểu tượng này để vào cái phần widget và application. Các bạn thấy là mọi chuyện đã làm rất là tuyệt vời. Thì ở mặt trước của máy chúng ta có cái camera ở trên đây. Cái icon tab ở đây. Một cái biểu tượng dưới đây nữa mà chắc có lẽ là Acer làm, mình không thấy nó ở trên cái máy của Acer. Và chúng ta truy cập nhanh nhẹ. Bốn cái biểu tượng là screen, chắc là chụp hình, screenshot, đúng rồi, Galeria, Music và Browser. Thì chúng ta thấy là ở đây nó có một cái cổng micro USB ở đây. Và bên cạnh dọc cạnh phải của nó chúng ta cũng thấy một cái cổng micro USB nữa. Mình đã mở ra thì ở đây nó có cái khe SIM, một cái khe micro SD. Ở phía sau chúng ta có cái camera. Ở dưới nó có một cái trang bị hệ thống âm thanh, có cái logo của âm thanh Dolby. Ở bên tay trái thì các bạn thấy là nó có nút tắt mở máy, nó có đèn báo và một cái cổng để cắm tai nghe 3.5. Đây là cạnh trên của máy, các bạn thấy là nó có cái nút tăng giảm âm lượng và cái nút tắt và mở chế độ yên lặng, giống như trên những cái máy Acer Iconia khác. Máy chạy rất là nhanh. Và một điều lạ nữa là Acer trang bị vừa cổng micro USB ở đây và cổng micro USB ở bên này luôn, tức là hai cái trên một cái máy, chúng ta có thể hoạt động ở chế dạng dọc hoặc ngang. Cảm ơn các bạn.